Nam ca sĩ V-pop xuất hiện trong bảng xếp hạng cuối năm của trang nghe nhạc lớn nhất Trung Quốc. Bảng xếp hạng cuối năm của QQ Music, một trong những nền tảng nghe nhạc lớn nhất Trung Quốc, xuất hiện một đại diện V-pop. Bạn nghĩ là ai? Mới đây, khán giả Việt Nam không khỏi ngạc nhiên khi trong bảng xếp hạng, BXH, ca khúc nghệ sĩ cuối năm của QQ Music đã xuất hiện cái tên Tăng Duy Tân với ca khúc Thán kết hợp với nữ ca sĩ Hoàng Linh. QQ Music hiện tại là một trong ba nền tảng âm nhạc lớn nhất của thị trường Trung Quốc, chiếm 15% thị phần tại đất nước tỷ dân này. Ca khúc Thán của Tăng Duy Tân xuất hiện trong bảng xếp hạng cuối năm của QQ Music. Thán là phiên bản tiếng Trung của ca khúc Ngây Thơ, sáng tác và trình bày bởi Tăng Duy Tân. Cùng với Bên Trên Tầng Lầu, Dạ Vũ thì Ngây Thơ cũng là ba ca khúc cực kỳ viral của Tăng Duy Tân tại thị trường Trung Quốc. Giai điệu của các ca khúc này được người dùng Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, sử dụng cực kỳ rộng rãi. Cá biệt với Bên Trên Tầng Lầu thậm chí còn cán mốc 2 tỷ view trên Douyin chỉ sau một tháng ra mắt, được netizen Trung gọi là thần khúc của Việt Nam. Ngây Thơ ra mắt vào tháng 9 năm 2020, từng đứng đầu bảng xếp hạng Instagram toàn cầu, ứng dụng tìm kiếm qua giai điệu với hơn 1 tỷ người dùng. Tăng Duy Tân qua đó cũng phát hành phiên bản tiếng Trung mang tên Thán kết hợp cùng nữ ca sĩ nổi tiếng Hoàng Linh. Ca khúc đã đạt hơn 10 tỷ lượt xem trên Douyin. Trong bảng xếp hạng cuối năm của QQ Music còn có những tên tuổi sừng sỏ của làng nhạc Hoa ngữ, bao gồm cả Thiên Vương Châu Kiệt Luân, một trong những đại lưu lượng Thái Tử Khôn. Sự thành công của Tăng Duy Tân tại thị trường đại lục là một hiện tượng ấn tượng của làng nhạc Việt trong năm 2022. Tại Việt Nam, Tăng Duy Tân cũng là một cái tên ngày càng đắt sâu, các ca khúc của anh cũng được đông đảo khán giả V-pop yêu thích.